Dạ kính thưa ông bà cô chú anh chị, nay mình đang có mặt tại chợ Hòa Phú nha. Mình sẽ review cái khúc chợ Hòa Phú, nay là 21 tháng chạp. Cái này là mình kêu là 21 tháng chạp đúng không anh ha? Đây là chợ Tết 21 tháng chạp, chợ Hòa Phú thuộc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha bà cô chú anh chị. Đây là chợ Tết. Sau đại dịch đó, thì mình đi thì mình cũng đi các cái chợ mình review nhiều, thì mình cảm thấy là chợ nào nó cũng vắng hết nha bà cô chú anh chị ơi. Ở đây những cái dàn hàng cá thì cái thực phẩm mà thiết yếu thì người ta còn có đông người, còn có đi đông rồi, chứ còn mà những cái mặt hàng như quần áo đồ này kia năm nay chết chắc luôn. Thì đây mình được đứng ngay chỗ cái gian hàng gọi là thực phẩm thiết yếu như là cá, tôm, cua, mực, đồ nhân dân. Thì ở đây thì buổi sáng còn được đông chút nha. Thì bữa nay là nó là 21 tháng chạp rồi nha bà cô chú anh chị. Đây là chợ Hòa Phú thuộc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây thì ở đây thì cũng có những mấy cô người ta bán hàng rồi đây. Thì nó cũng không được đông lắm. Những cái gian hàng quần áo thì nó lại vắng vẻ. Đây là mình đang đứng ở gian hàng cá đây. Rất là ế. Ở trong nhà lồng thì nó cũng không có người bán mấy nha bà cô chú anh chị ơi. Chợ 21 tháng chạp đây. Chỉ còn có coi như là còn có 8 ngày nữa đó là Tết đó nha bà cô chú anh chị, mà chợ nó như thế này đây. Chưa thấy một cái gì gọi là để bán đồ cho gọi là Tết như là này kia, bánh mứt rồi chưa thấy, thật sự là chưa thấy luôn nha. Thật sự là chưa thấy luôn á. Đây là chợ Hòa Phú thuộc xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cái xã Hòa Phú này thì nó có đáp ranh giới với tỉnh Bình Dương nha bà cô chú anh chị. Đáp danh với cầu Phú Cường, nó đi đến là cầu Phú Cường. Qua cầu Phú Cường là thuộc tỉnh Bình Dương bà cô chú anh chị ạ. Một cái xã cũng rất là cũng có tất cả dạng cũng khá giả ở huyện Củ Chi này nha. Xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nè. Đây chợ 21 tháng chạp đây bà cô chú anh chị. Đó, đây là ngoài đường, mình đứng ngay cái đường chính luôn nha bà cô chú anh chị. Cái đường chính của chợ Hòa Phú luôn. Đây là bà con cô bác anh chị thân mến, đây là những con đường chính, đường từ ở ngoài đường vô chợ luôn. Đường ở ngoài vô chợ luôn. Nay thì 21. Đây mình đứng gần một cái anh bán khăn. Một anh bán khăn cũng vui vẻ. Thì vô đó thì cũng có mấy gian hàng quần áo đồ nha bà cô chú anh chị. Thì mình cảm thấy quần áo đồ thì nó cũng lưa thưa một hai người vô lựa. Còn những cái gian hàng khác thì mình thấy nó cũng vắng vẻ. Cá mắm đồ thì có người, thịt đồ năm nay cũng thấy ế. Mình đang đứng gần anh bán khăn nha. Có cái lớn hơn không? Đó
đây là chợ Hòa Phú nha bà cô chú anh chị. Xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là, nói chung hôm nay là 21 tháng Chạp là trúng ngày Chủ Nhật luôn á nha. Trúng ngày Chủ Nhật luôn mà chợ nó vắng vậy nha bà cô chú anh chị. Chợ này ông bà cô chú anh chị thân mến, chợ này đa số là dân địa phương không nha, chứ không phải là chợ này là không có khách vãng lai nha bà cô chú anh chị. Đó, nay là 21 tháng Chạp nhằm trúng ngày Chủ Nhật. Chỉ còn có 8 ngày nữa thôi bà cô chú anh chị ơi, nay 21 rồi. Nay 21 rồi, chỉ còn có 8 ngày nữa thì mình bước sang một năm mới, năm 2022 là Tết cổ truyền của Việt Nam nha, của người Việt Nam mình luôn nha. Đây là ông bà cô chú anh chị thân mến, là mình đứng ngay trung tâm chợ luôn nha, ngay cái điểm nóng luôn của chợ, cái điểm là mình xin thưa với bà cô chú anh chị là ai đi chợ cũng phải ngang qua con đường này, nên mình sẽ có thể đứng đây review cho bà cô chú xem một đoạn ở đây nè. Xem một cái đoạn ở đây là tất cả ai đi chợ thì cũng đi ngang qua con đường này hết nha bà cô chú anh chị ơi. Bánh mứt đồ thì cũng chưa thấy, kia thì cũng có tôm khô đồ này kia nha. Anh nhìn cái chợ này nói vậy chứ dân địa phương đây nhiều, chứ khách vãng lai đâu có mấy anh hả? Dạ, cái chợ này đa số là chợ này là dân địa phương không nha bà cô chú anh chị, còn khách vãng lai thì mình cảm thấy hình như là không có nhiều lắm đâu, chỉ là cũng có nhưng mà lai ra một phần nào thôi. Phải nói là bữa nay 21 rồi, chỉ còn có 8 ngày nữa Tết thôi mà chợ nó thấy cảm thấy rất là thê thảm luôn. Đó, ai đi chợ thì cũng ghé qua mua cá, mua đồ. Cá, mua mắm đồ còn. Chợ thì nó như vậy. Chưa thấy một cái gì ở cái chợ Hòa Phú này. Chưa thấy cái gì gọi là mùa xuân luôn nha. Chưa thấy cái gì gọi là mùa xuân luôn. Đây là gian hàng của anh bán khăn. Bốn găng mười ngàn mấy chị ơi. Mười ngàn có bốn găng luôn chị. Cái chợ này chưa thấy bánh mứt luôn anh hả? Chưa. Bữa nay 21 còn 8 ngày nữa. Mấy chị ơi. Còn cái chợ hôm nay không có bánh mứt đâu. Dạ. Từ chết tới chết. Từ chết tới chết ha. Mình bán chạy là để chết rồi đó. Dạ. Đừng có nào là bánh mứt không đông. Dạ. Không có tài. Quá trời đẹp. Ông bà cô chú anh chị là nay là 28 rồi nha, 21 chỉ còn có 8 ngày nữa thì Tết cổ truyền mình sẽ đã đến nha. Mà ở đây thì chưa thấy bánh mứt đồ gì người ta bày ra. Dạ. Kệ nó lấy nhiều nhiều Tết về lau đồ cô. Dạ, cô mua bánh mứt rồi gì chưa? Cô mua bánh mứt rồi gì chưa?
Chưa ha? Dạ. Đi làm mới rồi, ngày mai còn làm nữa tại. À, ngày mai còn làm nữa hả? Dạ. Bốn gian mời ngày mới chạy. Ồ, dạ. Tôi nói hôm nay không làm tốt đâu. Dạ, tiền không. Tiền đâu mà ăn. Tiền đâu mà ăn. Dạ. Mình khổ người ta cũng y như mình thôi. Dạ. Đừng nói mình khổ không. Có tụi nhà giàu thì nó có tiền. Giàu thì nói gì? Năm nữa, vậy là có ra chợ được là mình rồi. Dạ, còn sống được ra chợ là mừng đó. Còn ra chợ được là mừng. Dạ. Hai ngàn cái bốn cái ăn luôn mấy chị. Mấy chị bốn cái 10 ngàn chị. Lao bàn, lao bếp, lao chén chị ơi. Mấy chị ơi, bốn cái 10 ngàn. Lao bàn, lao bếp luôn chị. Đây là chợ ngày 21 tháng chạp, còn cái 2 ngày nữa là đưa ông Táo về trời. Còn cái 2 ngày nữa đưa ông Táo về trời mà chưa thấy một cái gì hết luôn. Đây là chợ thuộc Hòa Phú, thuộc xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha bà cô chú anh chị. Đây mình cảm thấy có anh bán khăn thì bán được nha bà cô chú anh chị. Có anh bán khăn thì bán được lai rai ba cái 10 ngàn, 4 cái 10 ngàn. Dạ kính thưa bà cô chú anh chị, mình sẽ review một đoạn về cho bà cô chú anh chị mình xem chợ ngày 21 Tết nha, của cái chợ Hòa Phú thuộc xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì cái video này đến đây mình xin kết thúc. Hẹn ông bà cô chú anh chị mình đón xem những video tiếp theo nha. Ông bà cô chú anh chị mình thấy video này ý nghĩa cho mình xin một like nha, nút đăng ký kênh để xem tiếp những video mới nha. Dạ Nhất Hợi Vlog xin kính chào ông bà cô chú anh chị và chúc ông bà cô chú anh chị một ngày thật vui tươi và hạnh phúc nha. Và chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị mình ạ.